Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái dự án IDO Whitelist. Những cái dự án IDO Whitelist này là những cái dự án mình tham gia danh sách chờ các bạn nhé. Khi mà chúng ta tham gia vào danh sách chờ này ấy, thì nó sẽ tổng cộng, ví dụ như kiểu là có 100k người tham gia thì nó sẽ chọn ra 1k người, tức là 100 1.000 slot cho những cái bạn may mắn nhất, và chúng ta sẽ được mua với giá rẻ hơn ở khi mà nó trước khi mà nó list lên sàn các bạn nhé. Ví dụ như ở đây là nó 1 BUSD nó sẽ bán cho mình với giá là khoảng 20 DOR, nhưng mà khi list sàn thì nó chỉ khoảng 14 DOR thôi. Đấy, những cái dự án IDO thì là những cái dự án, nói chung là mình vẫn rất là khuyến khích các bạn tham gia những cái dự án IDO khi mà các bạn có một ít tiền. Các bạn đã làm free rồi phải không? Thì khi đấy thì chúng ta đã để ra một ít tiền rồi thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên tham gia IDO, tại vì là IDO là những cái dự án mà nó XX tài khoản khá là nhanh. Đấy, và cũng không phải là những cái dự án nào cũng XX tài khoản mọi người nhá. Tức đương nhiên là nó sẽ có những cái rủi ro khi mà chúng ta tham gia về những cái dự án IDO này, là chúng ta đổi từ tiền thật, dùng tiền thật để chúng ta mua tiền ảo đấy mọi người nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ tham gia cái dự án này như sau. Các bạn ấn vào link ở bên dưới nhé. Mọi người có thể check thêm thông tin của cái dự án này nhé. Nó là spa ở trên sàn Erat này nhé mọi người nhé. Đấy, nó là spa ở trên sàn này nhé mọi người. Chúng ta sẽ ấn vào đây. Thông tin thì chúng ta đã rõ rồi phải không? 1.000 slot nhé các bạn nhé. Và đây thì chúng ta đánh tên này, email này, ngày tháng năm sinh nhé các bạn nhé. Đây là man nhé các bạn nhé. Đấy, xong các bạn ấn vào enter nhé. Ở đây các bạn sẽ thấy một cái link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia các bạn nhé. Các bạn input cái ví của mình vào đây cho mình nhé. Ví BEP20, tức là mạng Binance Smart Chain mọi người nhé. Ví MetaMask này. Đấy, các bạn ấn vào ở đây thì chúng ta sẽ follow ở trên Twitter nhé. Đấy, con Dory Red. Từ ngày mùng 12 đến ngày 16 nhé các bạn nhé. Sau đấy thì nó sẽ thông báo về những cái bạn chiến thắng nhé. Đây, cái sàn đây, có IDO này, có cái dự án IDO Loud Spa ở trên cái dự án trên sàn này nhé. Đây, thông tin ở đây nhé. Các bạn sẽ copy lấy tên này. Đấy, các bạn sẽ ấn vào iFlower. Cái này thì chúng ta chỉ theo Telegram thôi mọi người nhé. Khá là đơn giản, mấy cái này thì nó chủ yếu là chúng ta theo dõi những cái mạng xã hội của nó thôi. Đấy, thì mọi người nếu mà khi tham gia IDO ấy, thì mọi người nhớ là chúng ta sẽ phải quan tâm đến là cái kênh cái mạng xã hội của nó nhé mọi người nhé. Mọi người phải quan tâm đến kênh mạng xã hội của nó, tại vì là khi mà nó thông báo về những cái bạn mà chiến thắng ấy, những cái bạn may mắn vào loạt trong cái top may mắn ấy, thì những cái bạn đấy sẽ có danh sách nha các bạn nhé, sẽ có danh sách cho các bạn. Vì thế cho nên là mọi người sẽ phải theo dõi đến ngày 16 này, thì mọi người sẽ phải vào để xem mình có chiến thắng hay không, để chuẩn bị tiền tiếc các thứ để mua các bạn nhé. Đấy, cái thông tin thì mua như thế nào thì mai sau này thì nó khi mà trúng thì nó sẽ hướng dẫn cho mọi người nhé. Đấy, ok, và đây chúng ta sẽ tiếp tục cái này nhá, ấn vào joiner tiếp này. Cái này thì train, nó có link sẵn rồi, mình chỉ cần train thôi mọi người nhé. Mình theo dõi cái Twitter của nó rồi thì mọi người nhớ là 16 các bạn vào nhá, nó sẽ có thông báo cho mọi người đấy nhá. Đấy, nó sẽ thông báo cho mọi người. Lại còn tên nữa hả? Đấy, lúc đấy thì mình có quyết định mua hay không, trúng hay không thì mình sẽ biết nha.
Cái này cái gì? Post about cái dự án của nó. Chúng ta sẽ tắt ba bạn nha. Ok chưa? Chúng ta ấn vào view. Copy lời link nhé. Dán vào đây. Rồi, ok. Như thế là xong nha mọi người ơi. Đấy thì mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Các bạn nhớ theo dõi kênh Telegram của mình cũng như là kênh mạng xã hội của nó nhé. Twitter cũng như là Telegram để chúng ta biết là thông tin là mình có trúng cái whitelist này hay không. Mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người nhớ cùng tham gia dự án này nhé. Còn 4 day nữa là kết thúc. Mọi người nhớ chú ý cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Chúc bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này nhé.